Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi Thổ địa Vinhomes, series tổng hợp tất cả những thông tin chi tiết, những hình ảnh chân thực nhất tại khu đô thị của chủ đầu tư Vinhomes. Và tôi là Tuấn Hiệp sẽ đồng hành cùng với cả quý vị trong chuyên mục ẩm thực. Quý vị thân mến, bún chả là một món ăn quốc dân của người Việt Nam bởi vì nó phù hợp với cả mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Và ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp sẽ đưa quý vị đi khám phá một quán bún chả rất được yêu thích tại quận Ocean nhé. Hiện tại Tuấn Hiệp đang có mặt tại quán bún chả Khuyên 569. Đây là một địa chỉ quen thuộc của cư dân quận Ocean tại phân khu sầm uất bậc nhất The Sapphire 2. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào trong để thưởng thức nha quý vị nhé. Bún chả Khuyên 569 có địa chỉ ở tòa S201-01-S15, khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Quán mở cửa từ 6 giờ 15 sáng đến 10 giờ tối, phục vụ nhu cầu ăn sáng, ăn trưa, ăn tối của cư dân với các suất bún chả từ 35 cho đến 50 nghìn đồng. Ngoài ra còn có bánh cuốn này, bánh mì tam giác, nem Sài Gòn và cả cơm văn phòng với mức giá chỉ từ 30 đến 40 nghìn đồng một suất. Quán cũng có nhận free ship trong khu vực Vinhomes Ocean Park nữa. Tuấn Hiệp thấy là với những cư dân mà làm văn phòng thì hầu như là không có thời gian để chuẩn bị được một bữa ăn. Thì đây, bún chả Khuyên 569 chính là một địa chỉ rất là phù hợp để quý vị có được một bữa ăn vừa nhanh gọn, vừa thơm ngon mà lại đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Và với một không gian rộng rãi, thoáng mát như thế này thì quý vị có thể đến đây để thưởng thức cùng với cả bạn bè, với nhóm hay là với gia đình của mình nữa. Quý vị thân mến, vừa Tuấn Hiệp vừa order một suất bún chả. Và giá của một suất bún chả ở đây chỉ dao động từ 40 cho đến 50 nghìn thôi. Và khi mà chúng ta ăn bún chả thì không thể thiếu một thứ, đó chính là nước chấm. Và nước chấm này thì quý vị có thể thấy có rất là nhiều topping. Có hai loại, thứ nhất là chả viên này, và thứ hai đó chính là chả miếng. Và bây giờ thì Tuấn Hiệp không thể chờ đợi được nữa rồi, mời quý vị sẽ cùng Hiệp thưởng thức nhá. Hiệp thấy là chả ở đây được nướng rất là chín tới và rất là mềm, và có một cái vị thơm của một loại gia vị rất là quen thuộc, đó chính là sả. Ở bên cạnh đấy thì là nem rán giòn rất là ngon nữa. Còn một cái điều đặc biệt ở đây đó chính là nước chấm. Nước chấm ở đây thì phải gọi là siêu ngon nha quý vị. Quý vị nhất định là phải thử nhá. Quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã được biết thêm một quán bún chả vừa ngon mà giá thành lại hợp lý tại quận Ocean rồi đúng không ạ? Và nếu như quý vị mà muốn biết thêm những địa điểm hấp dẫn khác thì quý vị hãy nhớ like và subscribe kênh của Vinhomes TV quý vị nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.